No, I'm not today. I'm work at home. Work at home. My breakfast and Viper. Yes, sir. Sorry, guys. I'm too late. Too late. Too late. Anaban, we had Rakan Laban. So I don't have Rakan on my friend list, bro. Also, Anaban, no. The both player on my friend list, no. Rocket time. Not bad. Rock that time again. Rock that time again. I think. No, good shot. And executioner. No, wrong position. Okay, we have 25 minutes left. So now, belly time. Let's good job. Congratulations, Viper. And good luck, Metas, in that game. They are amazing. But when Viper he facing to icy ball, cannot win, cannot. Congratulations, Viper again. Let me check. Oh, first I alone. So last I check, he. Oh my God! So King Set, soft to foul balloon. Last five body coming. Slap, I won't come in. Say GG. Bender video. Michi Fu là đánh không theo kiểu là đánh dính dập. Không đánh một cách ồ ạt. Hey Viper and Car Legend, come on! So easy matchup. Easy. Oh, so zip lava rồi, zip lava. Lava is cool. Bender video right now he very low ranking. Nhớ múc quà lần trước nhỉ, mùa năm ngoại mùa tuần trước mùa mùa tháng trước cũng với tầm này lava khóc xét mà hai gặp hai trận lava liên tục, sau đấy là quay trở lại với ba trận Royal Giant mà thắng thắng hai thua một nhá, ghê vậy. One hit mega minions. Lớp. Có giáp hay không thì chỉ có one hit thôi. Goblin đẩy lên. Thông thường mình cũng hay dùng combo này là Goblin, Goblin Barrel với lại Vanquish, nhưng mà mình không hiểu sao con Vanquish của mình nhá, à, con Goblin và không bao giờ không còn để ít như ngày xưa. Ví dụ như mình đặt cái combo là Goblin cộng với Vanquish
Goblin phía sau và Banky đi phía trước, nhưng cuối cùng là ba con Goblin nó vẫn chạy lên trước. Ngày xưa thì mình đẩy deep được, nhưng bây giờ thì không. Quá, phải xe deep quá. Sorry, I don't have Anaban my playlist, sorry. Họ xem lúc 11:45. Lúc lúc vừa xem vừa stream xong là mọi người đã vào xem luôn. Hơi sớm nhỉ. Nhưng hôm nay thì mình thấy mọi người live stream rồi, bọn thân đánh sớm tức là mình còn live luôn. Mình đang không được. 3 2 1 Good job. Giờ thì hát matchup là ba hạt. Nhưng thằng này đánh cũng hay nhá, không phải không hay đâu. Rocket time, rocket time. Yes, Jason. Hi, Ming Chen. Jason, he tried come back and he get so... Try get it's a Tarzan trophy. Osama, boss, Anaban. Đấy, bọn đánh nhiều bài đấy. Đấy. Only và only Kitchener defend lava house. Goblin. Luôn luôn sử dụng Balaria để defend hot. Lock. Good. One hit block. Cool. It's so cool. Lava đánh hay chưa? Phải nói là Lava player này phải nói là một cái khác biệt so với lại Rocket time. Good. Good time to push Goblin Vanquiri and Executioner same lens. We need a lock. Woohoo! And we get a story though! Clean! Rocket time! Now Executioner next. No, keep tornado! Keep tornado! Tornado! We have tornado! Good. It's time to rock it. The by the way, Kazalegend, he's the best lava right now. He's the best. Oh, tornado! We need tornado! Tornado! Wow! No! Number 71. 571 mình sẽ trừ đi. Bên kia là 300. 271. À 271 thì mình sẽ xem là ba lu. Ôi thôi đen lại còn thâm nữa. No, no, so close. Let me check the bomb damage. No. We need one second more. We need one second more. Oh my god. Because the damn dead damage of balloon 395. Holy shit. By the way, this guy is the best lava loon right now. This guy. Ow. Viper and rank me Ellie. Làm gì nữa thì ê bác Tuyển. Chào bác. Vừa ăn cơm xong. Rank what got a reach. Yeah. What's our button? Hit. Có mỗi tí nữa thôi. Không có cao vậy. Giờ này khỏe không bác? Lâu lắm không quay trở lại xoay stream. Lại ăn vội quá rồi, tí tầm được chắc là tiếng rồi. Cày hòm 35. Cày hòm 35 đi đánh phải nó nhãi, đánh phải nhiều. Ngày xưa nó có một cái gì nhỉ, đánh challenge gì đấy không tính nhỉ. Đánh tournament á, mình nhớ cái đợt đầu tiên mà họ tạo ra tournament đánh 3 sao đấy. Không biết nó còn được tính không? Hay là chủ yếu chỉ đánh tính bằng cái
Ladder này, challenge, challenge này, gì gì đấy, không biết tôi tính không? Nín thở là nữa, nín thở nó to hơn. Ok, quay trở lại với Viper Premier League. Premier League tại sao lại không chơi deck của mình ta? No, no wrong. Oh, tornado fail rồi. Two hit. Phải sao tornado lại kéo như vậy? Tornado phải kéo trụ vào King Tower chứ. Hoặc là kéo về phía King đấy chứ. Premier League mà thua trận này đúng là Premier League à? Nhưng mà thực ra đây không phải là deck của Premier League. We need a tornado and so yeah, lock and tornado. So easy defense. Be careful, Magic Archer and tornado is coming. It's the best combo right now. Okay, drink more water. I got the cupcake. Có một cái đòn chí mạng của con Magic Archer đó chính là nó luôn đặt ngay cầu. Và cái điều đặc biệt của nó là kết hợp với tornado nó bắn cực kỳ đau. Oh wait, tornado fell, Magic Archer still alive. No way, no way. Oh my god. Be careful, tornado is coming. Good, good, good. Good. Now be careful, we need a lot. Yeah. Mạng á, mạng như cái nồi kìa. Mình thấy là mạng của mình á, mình cũng hiện tại là mình đang có dùng hai mạng, một là VNPT và hai là FPT. Mình thấy FPT ngon hơn. Mình không biết tại sao. VNPT luôn luôn nó còn chặn cả Twitch nữa. Tầm bộ 7 giờ tối là gần như không xem được Twitch. Hello, hello anh em. Ok, Rocket Time. Rocket Time. Viper, you don't need to push the Hawk right now. God Hawk cannot start to Infinite Tower. Good. But right now it's the same jam it. Magic Archer is coming. Flee. Be careful. Be careful. Be careful. Ooh, Nighthawk Rider! Nighthawk Rider! Good job! Oh, this is so crazy! Xem kỹ năng hay quá, đọc bài còn hay hơn cả cái đọc thơ của Việt Nam. Ui! 1-1-1-1. Người Vancouver là mình thuộc. Wow, crazy! Xem phê bãi nồi. Nhưng thực ra phải nói là Premier League anh ta đánh hơi gà với cái deck này. Viper Emuji. Oh my god, it's really half much up for Viper, come on. No way, it's really half much up. Yelly how much up? If Viper win, he will get top 5 and top 2. I think top 2. Oh no way, don't need tornado. It's done. Don't need tornado. Ooh, Magic Archer fail. Magic Archer, Executioner, where are you? We need Executioner this time. And tornado, we need tornado right now, tornado. Ooh, holy shit. If Viper win, he wins the one, really? Okay, let me count. Rocket time. Don't need drop hawk right now. Tornado fell! And tornado fell! No way! What the fuck? One hit work my workmaker.
Why he won't kill? No way. Hawk Rider! Time Rocket! Amazing! Time to Rocket! Amazing! Rocket time! We need to rocket more! Oh, one no hit, huh? Good defense. Be careful, he needs. Came down. Oh, wait, there's rocket very soon. Be careful. Oh, wait, good job. Good game! Congratulations, Muji, win Viper! And good luck, Muji, the next time! Viper, number one! No! What? No, Viper, the same! No! Same trophy! No! We need one more trophy! No way! Okay, we have a 18 minute left. Same clan and Viper in game. Viper in game. Samuel Battle, give him free win, please. Give him free win. He will give to you $1,000. Samuel Battle, please give Viper free win. Come on, give free win. He will send to you $1,000. Oh, wait, one hit, go pick up. It's going in another town. Okay. Ah, it's Magic Archer Firebolt. Oh, no, Firebolt and Hunter, not Tornado. Firebolt and yeah. How much money? It's jog, bro. It's jog. Yup. Muốn Viper có cúp mà ông Hùng coi này thì không biết câu luôn. Biết kết quả luôn sao được, nói đùa đấy. It's a joke, bro. It's a joke. So, Hunter and Firebolt. So, I think Viper win the finish of one. The first time. One vote for Viper. Rocket time! Fang number one. Okay, so it's... Because, I think it's much easy for Viper because... For Samuel Battle, he using Hunter, not Magic Archer. This time, Rocket time! Only defense. And Marvel active King Tower! Monkey! 2 minutes left! Okay, we have any time. Lock! Good! Ooh, defense so sweet! And Hawk Rider is coming! He don't tornado! Exactly, tornado, no hit, don't worry. Okay, rocket time. He needs to rocket more. Kịp mà, ông xanh, ông chưa giật cả mình, chưa bảo vẫn còn thời gian. Hawk Rider,
Hawk Rider. One hit Hawk. One hit Hawk. Rocket Tam, Rocket Tam. We need Rocket Tam. Rocket Tam, Rocket Tam. We need the Rocket Tam. Garage Race. No, why no Rocket? Ah, don't knock me this time. Rocket Tam, Rocket Tam. Rocket Tam. Rocket Tam. Rocket Tam. Garage Racing. Garage Racing. Garage Racing. Garage Racing. Viper. Garage Racing. The one. Take a picture and congratulations, Viper. Congratulations, Viper. Bye bye, anh em. Congratulations. Thanks for watching, guys. See you.